áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với bộ sách cánh diều chủ đề 5, tín dụng và các dịch vụ tín dụng, bài 8, tín dụng. Đi vào phần mở đầu trang 50, sách kinh tế và pháp luật 10. Tín dụng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tiền tệ tạm thời nhàn rỗi trong xã hội, đáp ứng nhu cầu về vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Nền kinh tế càng phát triển, các hình thức tín dụng cũng phát triển ngày càng đa dạng hơn. Em hãy cùng các bạn thảo luận về lý do dẫn đến sự phát sinh quan hệ vay mượn giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Theo em, mục đích của quan hệ vay mượn giữa các bên là gì? Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Thứ nhất, lý do dẫn đến sự phát sinh quan hệ vay mượn giữa các chủ thể trong nền kinh tế là các chủ thể trong nền kinh tế cần tiền để tiêu dùng, sản xuất kinh doanh nhưng không đủ tài chính. Khi đó, các chủ thể này sẽ tìm đến các chủ thể đang có tiền nhàn rỗi để mượn và thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Thứ hai là theo cô, mục đích của quan hệ vay mượn giữa các bên là tiêu dùng cho những việc cần thiết phát triển kinh doanh. Ta đi vào phần 1, tín dụng và đặc điểm của tín dụng, câu hỏi trang 50. Em hãy đọc thông tin trong trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. Thông tin, nhằm hỗ trợ khách hàng đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ngân hàng X thực hiện giảm lãi suất cho các khoản vay sản xuất kinh doanh đối với khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Cụ thể, với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5% trên năm. Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6% trên năm. Ngoài ra, đối với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô, v.v., khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên. A. Chủ thể vay, chủ thể cho vay trong trường hợp trên là ai? B. Thời hạn vay lãi suất cho vay được đề cập đến như thế nào? Ta đi vào phần hướng dẫn trả lời. Đối với yêu cầu A, chủ thể vay trong trường hợp trên là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Thứ hai là chủ thể cho vay trong trường hợp trên là ngân hàng X. Đối với yêu cầu B, thời hạn vay lãi suất cho vay được đề cập đến như sau. Với khách hàng doanh nghiệp, mức lãi suất cho vay kinh doanh là 5% trên năm. Với khách hàng là cá nhân vay vốn kinh doanh, mức lãi suất cho vay là 6% trên năm. Ngoài ra, đối với các nhu cầu vay tiêu dùng như mua nhà, xây sửa nhà, mua xe ô tô, v.v., khách hàng có thể vay vốn với lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng đầu tiên. Đi vào phần 2, vai trò của tín dụng, câu hỏi trang 51. Em hãy đọc thông tin và trả lời câu hỏi. Thông tin 1. Trong thời gian qua, ngành ngân hàng đã đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất nông nghiệp. Vốn tín dụng đã giúp người dân, doanh nghiệp nông nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2020, tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn vẫn có tăng trưởng khá. Đến cuối tháng 10 năm 2020, ước đạt trên 2,16 triệu tỷ đồng, tăng 6,5% so với cuối năm 2019. Tạp chí điện tử Thị trường Tài chính Tiền tệ ngày 20 tháng 11 năm 2020. Thông tin 2. Trong giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn lực quan trọng, chiếm trên 50% tổng nguồn lực của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cùng với nguồn hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách nhà nước, nguồn vốn tín dụng ngân hàng đã góp phần hoàn thành sớm các mục tiêu của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho hơn 1,3 triệu lao động, giúp hơn 24.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Gần 346.000 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, xây dựng hơn 7,3 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, gần 142.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững,
Theo Cổng Thông tin Điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 2021, em hãy cho biết tín dụng có vai trò như thế nào trong việc huy động vốn thúc đẩy phát triển kinh tế? Bước vào phần hướng dẫn trả lời. Thứ nhất, vai trò của tín dụng trong việc huy động vốn thúc đẩy phát triển kinh tế là: thứ nhất, giúp người dân, doanh nghiệp, nông nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh, áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật, phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai là nguồn lực quan trọng chiếm trên 50% tổng nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thứ ba, góp phần hoàn thành sớm các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thứ tư là giúp dân vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút tạo việc làm cho lao động, giúp gia đình chính sách được vay vốn đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Thứ năm là học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để học tập. Và thứ sáu là xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường ở nông thôn, căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách, mang lại hiệu quả thiết thực về kinh tế, xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Đây, bước vào phần thứ ba, sự lệch chênh lệch giữa chi phí sử dụng tiền mặt và chi phí sử dụng dịch vụ tín dụng. Câu hỏi trang 52. Em hãy đọc thông tin trong trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. Thông tin: bố mẹ bạn A muốn mua một chiếc máy tính xách tay cho bạn A để thuận tiện cho việc học tập của bạn A. Khi tìm hiểu tại cửa hàng điện máy B, nhân viên bán hàng giới thiệu chiếc máy tính xách tay của hàng C có giá trị là 10 triệu đồng, đã bao gồm thuế, và tư vấn cho có hai phương thức thanh toán, một là trả đủ một lần bằng tiền mặt thì số tiền phải trả là 10 triệu đồng, hai là mua trả góp, trả trước 4 triệu đồng, phần tiền còn lại sẽ trả góp hàng tháng trong 15 tháng đã bao gồm lãi suất, thì tổng số tiền phải trả là 13 triệu đồng, tức là phải trả thêm 3 triệu đồng. Em sẽ tư vấn cho bố mẹ bạn A phương án sử dụng tiền mặt hay phương án sử dụng dịch vụ tín dụng để mua máy tính xách tay. B, theo em giữa việc sử dụng tiền mặt và sử dụng dịch vụ tín dụng có sự chênh lệch về chi phí như thế nào? Đi vào phần hướng dẫn trả lời, đối với yêu cầu A, cô sẽ tư vấn cho bố mẹ bạn A phương án sử dụng tiền mặt để mua chiếc máy tính xách tay. Đối với yêu cầu B thì theo cô giữa việc sử dụng tiền mặt và sử dụng dịch vụ tín dụng có sự chênh lệch về số tiền lãi mà người sử dụng dịch vụ tín dụng phải trả cho người cung cấp dịch vụ tín dụng trong một số khoảng thời gian nhất định. Ta bước vào phần luyện tập. Về phần luyện tập 1 trang 52, em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao? A. Tín dụng là quan hệ vay mượn giữa người cho vay và người vay, trong đó người cho vay buộc người vay phải chấp nhận thời hạn cho vay và lãi suất phải trả do mình đặt ra. B. Trong quan hệ tín dụng, bên cho vay sẽ căn cứ vào uy tín, khả năng trả nợ, tài sản của bên vay để ra quyết định. C. Tín dụng là quan hệ vay mượn giữa người cho vay và người vay, không dựa trên nguyên tắc hoàn trả và có lãi suất. D. Trong quan hệ tín dụng, người vay vừa có quyền sở hữu, vừa có quyền sử dụng số tiền đã vay. Bước vào phần hướng dẫn trả lời, cô không đồng ý với ý kiến của A bởi vì thời hạn cho vay và lãi suất phải trả phải có sự thỏa thuận giữa người vay và người cho vay. Cô không đồng ý với ý kiến của bạn B bởi vì uy tín, khả năng trả nợ, tài sản của bên vay là yếu tố để xem xét khả năng hoàn trả có kỳ hạn cả vốn và lãi suất của bên vay. Cô không đồng ý với ý kiến của C bởi vì tín dụng là quan hệ vay mượn giữa người cho vay vốn và người vay vốn dựa trên nguyên tắc hoàn trả có kỳ hạn cả vốn và lãi suất. Cô không đồng ý với ý kiến của bạn D bởi vì trong quan hệ tín dụng, người cho vay chỉ nhường quyền sử dụng vốn cho người vay trong một khoảng thời gian nhất định. Đi vào phần luyện tập 2 trang 52, đọc đoạn hội thoại sau và trả lời câu hỏi. Dũng, Cường và Mạnh trao đổi về sự cần thiết và có hoạt động tín dụng trong đời sống. Dũng, trong xã hội có người thừa vốn, người thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, tín dụng sẽ giúp cho con người được di chuyển từ người thừa vốn sang người thiếu vốn, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đáp ứng nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, người dân cũng có thể vay mượn vốn để phát triển sản xuất, tạo thu nhập hoặc để mua sắm những hàng hóa cần thiết để tiêu dùng trong lúc chưa đủ tiền. Còn về ý kiến của Cường thì tín dụng quan trọng bởi vì thông qua huy động vốn,
Nó có thể tập hợp nhiều nguồn vốn nhỏ lẻ lại thành một nguồn vốn lớn để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Còn đối với bạn Minh thì cho rằng tín dụng là hình thức những người có vốn sử dụng vốn để cho vay nhằm mục đích làm giàu cho bản thân. Yêu cầu, em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào trong đoạn hội thoại trên? Bởi vì sao? Bước vào phần hướng dẫn trả lời, cô đồng tình với ba ý kiến của Dũng, Cường và Minh. Bởi vì tín dụng vừa đáp ứng nhu cầu của người vay và người cho vay, người dân có thể vay mượn vốn để phát triển sản xuất, tạo thu nhập hoặc để mua sắm những hàng hóa cần thiết để tiêu dùng trong lúc chưa đủ tiền. Người cho vay sử dụng khoản tiền nhàn rỗi cho vay để nhận được thêm khoản tiền lãi trong một khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh đó, tín dụng còn có vai trò huy động vốn thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Vậy cô vừa trả lời xong câu hỏi 2, luyện tập 2. Đối với câu hỏi luyện tập 3, trang 53, em hãy cùng bạn chia sẻ những ưu điểm và hạn chế của việc sử dụng tiền mặt và việc sử dụng dịch vụ tín dụng. Đi vào phần hướng dẫn giải luận trả lời. A là sử dụng tiền mặt. Về ưu điểm thì thứ nhất là có ngay tiền trong tay sau khi trừ thuế. Hai là không có phí giao dịch bằng tiền mặt như thẻ tín dụng. Thứ ba là giảm thiểu việc ghi sổ kế toán, có nghĩa là ít căng thẳng và ít rắc rối hơn. Còn về hạn chế, nhất là tiền mặt được lưu giữ có thể bị đánh cắp. Thứ hai là két an toàn cần phải có chỗ để cố định hoặc phải thường xuyên đến ngân hàng để gửi tiền. Điều này rất mất thời gian và tiền bạc. Thứ ba, không thể cùng lúc mang theo quá nhiều tiền mặt, có thể dẫn đến các nguy cơ về đánh cắp. Về ý B, sử dụng dịch vụ tín dụng thì về ưu điểm. Thứ nhất là giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức để tìm kiếm nguồn tiền. Thứ hai, giúp khách hàng luôn chủ động trong việc chi tiêu, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Khi sử dụng thẻ tín dụng thì khách hàng luôn yên tâm đi mua sắm, du lịch vì có thể vay tiền qua thẻ tín dụng bất cứ lúc nào mà không lo trả lại trong vòng 45 ngày kể từ ngày quẹt thẻ đến để thanh toán. Thứ ba, khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán các loại hóa đơn như hóa đơn tiền điện, nước, internet hay mua hàng trên các website. Thứ tư, khách hàng có thể theo dõi chi tiêu các khoản chi tiêu trong một tháng của mình để phân tích những khoản chi tiêu đó hợp lý chưa, cái nào chưa hợp lý thì cố gắng không chi tiêu nữa. Về nhược điểm thì thứ nhất là lãi suất khá cao so với các khoản vay vốn thông thường. Thứ hai là khách hàng khó có thể chi trả nếu đang ở tình trạng khó khăn. Thứ ba, phí rút tiền mặt khá cao. Thứ tư, nếu khách hàng bị mất thẻ tín dụng, điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro vì kẻ gian có thể sử dụng thẻ tín dụng này để trục lợi, thực hiện các giao dịch bất chính, móc tiền của chủ thẻ. Đi vào phần luyện tập 4, trang 54, trang 53. Em hiểu gì về tín dụng đen? Tại sao chúng ta không nên sử dụng dịch vụ tín dụng đen? Bước vào phần hướng dẫn trả lời. Thứ nhất, tín dụng đen là hình thức cho vay vốn nhưng có lãi suất cao của cá nhân hoặc một tổ chức nào đó. Thủ tục cho vay tín dụng đen rất đơn giản, nhanh chóng, chỉ cần yêu cầu giấy tờ cá nhân và giấy tờ xe cộ đang sử dụng, đang sở hữu. Thêm vào đó, hồ sơ được duyệt rất nhanh, chỉ trong vòng 10 phút đến 30 phút mà thôi. Hợp đồng đơn giản, thậm chí được thỏa thuận bằng miệng, không có giấy tờ kèm theo. Lãi suất rất cao, từ 100% đến 360% trên năm. Tùy theo số tiền vay mượn, tiền trả chậm sẽ bị xử lý theo luật rừng, luật giang hồ, v.v. Hoặc đội chuyên đòi nợ thuê, trấn áp, rất hung hãn, dữ tợn. Chủ cho vay thường là cá nhân hoặc tổ chức mà pháp luật không cấp phép. Tín dụng đen gây nên hậu quả nghiêm trọng với dòng lưu thông tiền tệ của xã hội, ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình nếu không có khả năng chi trả. Thứ hai, chúng ta không nên sử dụng dịch vụ tín dụng đen bởi vì đây là hình thức không qua hệ thống tổ chức tín dụng chính thức, cho vay với mức lãi suất cao, vượt mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ Luật Dân sự và bị pháp luật nghiêm cấm, có thể dẫn đến khuynh gia bại sản cho các gia đình, cá nhân, thậm chí có tình huống siết nợ bạo lực, đẫm máu và nước mắt, gây bất an cho xã hội. Ta đi vào phần vận dụng. Vận dụng 1, trang 53,
Em hãy lập kế hoạch và tổ chức một buổi tọa đàm về vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống. Bước vào phần hướng dẫn trả lời. Ở phần 1, ta sẽ đi vào phần mở đầu của buổi tọa đàm. Thứ nhất là nếu nêu được mục đích của buổi tọa đàm. Thứ hai là giới thiệu đại biểu. Thứ ba là nêu nội dung chính của buổi tọa đàm. Ở phần 2 là nội dung chi tiết. Thì thứ nhất ta sẽ đề dẫn của chủ tọa. Thứ hai là nội dung thứ nhất, thực trạng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống. Nội dung thứ ba là nội dung thứ hai, thứ ba là nội dung thứ hai, vai trò của tín dụng đối với việc hỗ trợ học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương nơi em sinh sống. Và thứ tư là nội dung thứ tư, thứ ba, đại biểu phát biểu ý kiến. Ở phần ba là phần tổng kết. Ta bước vào vận dụng 2, trang 53. Em hãy thiết kế tranh cổ động để cảnh báo mọi người về hậu quả của việc sử dụng dịch vụ tín dụng đen. Đi vào phần hướng dẫn trả lời. Cô có một số cái tranh cổ động cảnh báo hậu quả của tín dụng đen ở tranh 1. Phần trăm cho vay lãi suất là 1.400 đến 1.600% trên năm. Tranh 2 là tín dụng cho vay không cần thế chấp, nhưng nếu trả chậm trả lãi xem như chấp, chúng tôi được dùng các đồ chơi này. Đó. Cái hình ảnh rất là ghê sợ, dao rồi côn rồi có thể đánh nhau dẫn đến chảy máu. Tranh 3 là tín dụng đen sẽ bị luật và vay nóng hướng dẫn cách dùng tiền giải pháp cho vay mới. Cô vừa xong bài 8, hướng dẫn các bạn xong bài 8. Tạm biệt, hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.